Rosmelon của hãng dược mỹ phẩm Mesoetic Rome Tây Ban Nha là một giải pháp rất là hiệu quả tối ưu trên thế giới hiện nay về điều trị nám, tàn nhang, hắc sắc tố và những cái dấu hiệu lão hóa. Cái mặt nạ này nó có cái màu nâu nhạt như vậy. Thôi chị Linh, sau 2 tháng điều trị Cosmelon khám lại, em thấy da chị Linh đẹp lắm á chị Linh. Nó căng nè, bóng và nếp nhăn giảm hẳn luôn. Mặc dù là mình điều trị nám bằng Cosmelon, nhưng mà trong cái bộ Cosmelon thì ngoài điều trị nám thì nó còn chống lão hóa và làm tăng sinh collagen và giúp da chị Linh trắng sáng trẻ lại. Thì chị Linh thấy sao? Thấy good. Giảm được 60%. Hơn 60% chị Linh ha. Lần đầu quá cách đây 2 tháng thì em đắp Cosmelon 1 cho chị Linh á, thì em thấy là cái nám nó xuống khoảng ngang cái cánh mũi nè. Bây giờ thì nó giảm được hơn phân nửa và nó chỉ còn chút xíu trên cái vùng gò má này thôi. Chị Linh biết lý do làm sao mà cái vùng gò má này mình điều trị nó hơi khó không? Sao vậy? Tại cái vùng này nó rất là cao. Khi mà chị Linh tiếp xúc với ánh nắng á thì mặt trời nó sẽ chiếu vào cái vùng cao nhất, thì trên gương mặt mình vùng cao nhất là vùng gò má, sau đó là tới mũi và trán. Cái vùng mà ít bị nám nhất là cằm và hai bên cái đường viền hàm, tại vì nắng nó sẽ đi thẳng chứ nó không có đi ở dưới lên. Thật ra bây giờ em sẽ điều trị lại cho chị Linh bằng Cosmelon One. Tại cái chỗ còn sót lại nám này thì em sẽ đắp cái mask Cosmelon One là mặt nạ trị nám trong 10 tiếng. Chị Linh về, chị Linh dưỡng như vậy trong 10 tiếng và rửa ra và tiếp tục điều trị bằng Cosmelon 2 và điều trị bằng kem giữ ẩm là kem chống nắng tại nhà. Và mặc dù là nám đã giảm rồi nhưng mà chị Linh vẫn phải tiếp tục sử dụng bộ kem trị nám ở nhà bằng Cosmelon 2 trong 6 tháng nha chị Linh. Rồi. Và kỹ chân chống nắng giùm em ha. Rồi. Để cho cái nám nó không quay lại. Rồi. Bây giờ em sẽ rửa mặt sạch và điều trị bằng Cosmelon One và mặt nạ điều trị nám cho chị Linh. Cảm ơn. Thì mình sẽ điều trị lại Cosmelon One cho chị Linh. Sau 2 tháng điều trị nám bằng Cosmelon 1 và Cosmelon 2 thì vẫn còn sót lại một xí dưới con mắt. Thì mình sẽ làm lại Cosmelon One, chỉ tập trung vào những cái vùng dưới mắt thôi. Còn những cái vùng khác thì mình sẽ bôi kem Cosmelon 2 cho chị Linh để điều trị hết những gì còn sót lại cho chị Linh đẹp. Và chị Linh không còn bị đốm đốm mà nó được đều màu hơn. Chị Linh ơi, thì để điều trị cho cái nám còn sót lại thì em tiếp tục sử dụng cái Linseed Solution để lin sạch cái da chị Linh, để lấy đi những cái lượng dầu trên da, làm sạch da trước khi mình đắp lại Cosmelon 1 và cái mặt nạ điều trị nám trong 10 tiếng lần thứ nhì, để mong là những cái nào còn sót lại thì nó sẽ hết luôn cho chị Linh nhé. Thì đây là dung dịch Linseed Solution. Em sẽ làm sạch da. Chị Linh nghe. Đây là kem Cosmelon One. Mình sẽ đắp lại những cái vùng còn nám cho chị Linh và chị Linh sẽ giữ như vậy trong 10 tiếng. Bên đây là chị Linh nói chỗ này hả? Chút xíu. Đắp lại chỗ này không chị Linh? Chị Linh muốn chỗ này đúng không? Thì đây là một kem trị nám Cosmelon Home Pack. Chị Linh sẽ sử dụng tại nhà trong vòng 6 tháng. Chị Linh đã sử dụng được 2 tháng rồi. Và đây là bộ thứ 3. Chị Linh sẽ tiếp tục sử dụng kem Cosmelon 2 một ngày 2 lần. Đây là kem Cosmelon 2. Chị Linh sẽ sử dụng một ngày 2 lần sáng và tối. Bôi một lượng mỏng thôi và tập trung vào hai cái gò má. Sau đó chị Linh sẽ bôi kem giữ ẩm là Melan Recovery lên trên da để giúp cho da không bị khô và được ẩm hơn, không bị đau. Và ban ngày thì chị Linh sẽ tiếp tục chống nắng bằng Melan Pigment Control một ngày 2 lần
sau 3 tiếng chị Linh lặp lại và tập trung kỹ vào vùng gò má. Và buổi tối thì chị Linh rửa sạch mặt và đã bóc bôi kem Cosmin 2 và kem dưỡng ẩm mà thôi. Và dù chị Linh đã điều trị lại bằng Cosmin 1 nhưng mà thật ra thì nó sẽ không có lột nhiều bằng lần đầu. Lý do là da mình nó chỉ còn lại một lượng ít tế bào melanin thôi, và nó sẽ lột ít hơn nên cái cảm giác sẽ comfortable hơn đó chị Linh. Chị Linh không phải đau hay là bị đỏ nhiều nữa. Giai đoạn này là cái giai đoạn repeal thôi nên nó sẽ dễ chịu hơn. Dạ rồi, chị Linh là vậy nha.